Xin chào các bạn. Hôm nay Huy Ma giả bộ ngồi đây hút một điếu thuốc điện tử. Tại vì cái view ở đây nó đẹp quá cho nên là mới cầm cái thuốc này. Mà biết cái thuốc này của ai, Huy không hút thuốc, nhưng mà hôm bữa đi chơi với mấy bạn ở Việt Nam á thì Candy Hằng có cầm cái này mua của ai á, không biết của bạn của Candy Hằng là Candy Hằng, nhưng mà lúc ra sân bay Candy Hằng dím vô rồi tôi tưởng cái gì đưa cái gì chờ ăn rồi là đưa cái này, cho nên là nhờ là hôm nay review một cái chỗ thuê khoảng terrace đó. Huy Ma đã ăn đồ ăn ở đây rất là ngon luôn, nhưng mà Huy Ma không có quay, tại vì quay đồ ăn ngoài thì mọi người là tưởng là mú can và mọi người sợ Huy Ma sẽ mập, mọi người lo lắng, mọi người nói Huy Ma ơi em ăn ngoài có chừng lăn nha, nhưng mà Huy không có sợ, nhưng mà Huy chỉ là Huy muốn thay đổi một cái clip là review một cái chỗ về cái không khí ban đêm tại cái chợ Đà Lạt khoe khoảng này mọi người. Cái chợ đêm này là tới 5 giờ sáng là mọi người có thể ra làm neo 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, và cái quán này là 3 giờ sáng sẽ đóng cửa, và đồ ăn rất là ngon. Tuy hôm nay Huy Mai không review là ăn uống như thế nào, nhưng mà đồ ăn ở đây rất là ngon và rượu uống với bạn bè tới 3 giờ sáng được. Và mọi người hãy theo dõi đó, với cái ánh đèn này và mình ngồi hút xì xa cái điếu thuốc vui vui thôi. Huy không hút nhưng mà vì bé Hằng để lại cho nên giả bộ tạo kiểu để làm cho clip cho vui với mọi người. Và hôm nay nè, đồ ăn ở đây rất là ngon và không khí ở đây rất là tuyệt vời, có ca sĩ hát, nhưng mà bây giờ là 2 giờ rồi cho nên là 12 giờ rồi cho nên là ca sĩ đã về, và Huy sẽ quay không khí và đồ ăn tươi ở đây cho mọi người coi. Tại vì á, những cái con cá ở đây nè đã Huy Ma ăn nè, nó là một cá tươi người ta sẽ làm tại chỗ cho mình, cho nên đồ ăn rất là ngon luôn. Huy ăn những chỗ khác giống như là những cái đồ thịt hay này nọ có đôi chỗ sẽ không ngon, nhưng mà ở đây rất là ngon nên Huy Ma muốn review cho mọi người. Và bây giờ Huy Ma sẽ đi quay cho mọi người cái không khí ở đây nha. Đây là chợ Huế Khoảng thì Huy review nhiều lần rồi. Hôm bữa Hanh Phước đi tay với lại Cathy Hằng cũng có đi bộ ở đây, Huy dẫn ra chùa ở đầu đường đó mọi người đó. Rồi đó, mà bây giờ Huy sẽ quay cái không khí ở trong quán rất là đông luôn mọi người, 12 giờ đêm nhưng mà rất là đông. Ca sĩ ở đây Huy Ma có thể là ca sĩ là hát ở đây. Còn người ta nhìn cũng trời rồi tôi biết mắt hở. Đây các hàng quán tâm tâm của Thái Lan, người ta sẽ chế biến tại đây, cách review của đội kia. Đây ngoài ra người ta có rất là nhiều quầy chế biến của mọi người. Cái này là đã súp phải không? Cái này súp mà tắt. Tôm dăm nè mọi người, tôm dăm của Thái Lan ở đây rất là ngon. Nó đang chế biến rồi đó. Và bây giờ chúng ta coi những cái đồ vật sống ở đây nha mọi người. Tôm nè, tôm sống người ta sẽ thủ tiêu tại chỗ, là người ta sẽ làm cho mình luôn. Như con cá người ta sẽ treo cổ con cá, giết con cá tại chỗ. Trời nó ác quá nhưng mà thiệt mọi người, ở đây đồ rất là tươi và có cả pizza cho mình chơi nè mọi người. Đó, những cô gái chơi pizza ở đây rất là thích nên các con đặc biệt. Cô con gái mà chơi pizza thì rất là sexy không? Mọi người, các cô mày này nè. Sau cái mắt mấy cô là để nè. Đó, các cô làm rất là điêu luyện và chúng ta phải chơi ở đây với dưới ánh đèn và không khí đồ ăn ở đây rất là tuyệt vời. Và ngoài ra chúng ta có thể làm neo, làm chờ, làm tay chân 3 giờ sáng, 2 giờ sáng ở đây. Như là thăm hình, nếu mà Huy Mai muốn thăm chữ Huy Mai Bangkok, YouTube Huy Mai Bangkok ở đây thì Huy Mai sẽ gặp anh. Yonder Tattoo Studio. Đó, các họ xăm ở đây. Chúng ta có thể được các hình này rất là nhiều luôn mọi người ơi. Rất là đẹp nha, cái anh đây rất là phong cách, mọi người thấy không, cái chị ở trong đó kìa. Hồ Vũ Diễm, con đánh sang sụi mát là rán hay có sụi mát là. Chúng ta có thể mua quần áo ở đây mọi người, rất là rẻ. Đó,
Rồi, Huy Mai đã review xong một cái chỗ ăn và có cái quán đây vào ban đêm. Và mọi người có thể ngồi tại ở đây và xem chợ, nghe ca sĩ hát cũng như là chơi bi nha, hoặc là trải nghiệm những cái khu chợ sau khi ăn xong thì xuống chợ. Và ở đây là quán Huê Quán Sarah. Huy Mai đảm bảo là một quán ăn rất ngon và tươi. Huy Mai xin chào mọi người. Đó, rất là nhiều trai xinh gái đẹp đi mọi người thấy không? Đó, hai bạn này rất là dưới chợ này mọi người. Huy đang đứng dưới chợ nha. Đó, và là cái Má Hiên là cái quán mà Huy vừa review và giới thiệu với mọi người. Thì Huy nghĩ là cái chợ đêm này mình ăn tới 3 giờ sáng và mình xuống dưới đây làm móng tay móng chân đó, trong đây có móng tay móng chân này. Đó, wow, 499 bạc liền á. Đó, là móng tay móng chân cái chị. Cái chị đó là móng tay móng chân đó mọi người. Ở đây rất là nhiều thứ có thể mua và chơi từ trên đó, xong rồi ăn uống ngon lành rồi mình xuống đây mình làm móng tay móng chân nè, mình massage tới 3 giờ sáng luôn đó mọi người, rất là ok. Huy Mai hy vọng cái clip này sẽ giúp cho các bạn Việt Nam mình đi qua đây chơi vào cái tháng này, vì Thái Lan bắt rồi qua mọi thứ rất là dễ rồi, cho nên là nhiều người cứ hỏi và muốn Huy làm hướng dẫn đi du lịch, nhưng Huy ngại và Huy chưa có sẵn sàng, cho nên là Huy rất là tích cực để quay cho mọi người biết từng chi tiết để mọi người có thể tự đi và không cần phải là gặp Huy, và cũng không cần phải ủng hộ Huy ở ngoài đời vì Huy rất là ngại, nhưng mà Huy hứa nếu mà Huy có dịp Huy sẽ gặp mọi người sớm nhất có thể nếu mà mọi người qua đây nha. Bye bye.